Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, sau khi phá vỡ toàn bộ mê cung và thoát ra ngoài, mấy người Từ Dương đã tụ tập ăn uống vô cùng vui vẻ. Lúc này thì ba tên trích tiên được Liễu Đông Mi thả vào đang ngấm ngầm theo dõi bọn họ, đợi thời cơ thích hợp sẽ ra tay. Tuy nhiên, chúng không biết được rằng Từ Dương đã phát hiện ra sự tồn tại của trích tiên. Chính vì vậy, hắn đã xử lý trước một tên, còn lại liền giao cho đám đệ tử đối phó. Độc Cô Đình Phong như cũ lao lên phía trước, theo sau là Khổng Viêm, đối thủ của hai người chính là Bội Dung, minh chủ của Hạo Thiên Minh. Vốn tưởng rằng bản thân là trích tiên đến từ thượng giới sẽ dễ dàng xử lý đám tu sĩ bình thường, nhưng không ngờ Bội Dung chiến đấu một hồi vẫn không thể đánh bại Đình Phong và Khổng Viêm. Lúc này, lão trẻ có thể than thở Thiên Lam Tông, cho dù là thượng giới hay hạ giới thì đều đáng sợ. Trong lúc hai đệ tử của mình đối phó với Bội Dung thì Từ Dương ngồi một bên quan sát. Bỗng chốc, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, một cái phất tay liền lập tức khiến cho tên trích tiên còn lại từ trên không trung ngã xuống. Tên này chính là Tô Mạch, minh chủ của Linh Võ Minh. Nhìn thấy hai lão gia hỏa kia bị ăn hành, lão vốn định âm thầm bỏ chạy, nhưng không ngờ kết cục chỉ có một. Không cần Từ Dương phải nói cái gì, Tuệ Tâm cũng liền lập tức phi thân bay lên cùng trích tiên Tô Mạch đến từ thượng giới giao thủ. Đám đệ tử đi theo Từ Dương đã lâu hiển nhiên học được ít nhiều khí phách của Từ Dương. Nếu là trước đây có cho tiền, bọn họ cũng chẳng dám đối đầu với cường địch mạnh mẽ. Nhưng một thời gian được lão tổ bao che, đám đồ đệ lại trở nên vô cùng hào hứng với việc khiêu chiến kẻ mạnh. Dù sao nếu không đánh lại thì còn có Từ Dương bảo vệ bọn họ. Trong khi đám đồ đệ đang vô cùng vui vẻ chiến đấu quyết liệt với hai lão gia hỏa kia thì Từ Dương rốt cuộc cũng quay qua Lưu Cạnh để hỏi cung. Mới đầu, minh chủ Thái Hư Minh còn không định nói, nhưng trước sự ra tay không nhượng bộ của Từ Dương, hắn đã sợ hãi. Vốn là muốn mặc cả cùng Từ Dương để giữ lại mạng sống cho mình. Hiện tại, hắn có thể sống trên 100 năm nữa ở hạ giới, nhưng Từ Dương để không đồng ý. Hắn càng mặc cả thì số năm còn sống được càng bị Từ Dương rút ngắn. Cho đến khi Lưu Cạnh chấp nhận còn 5 năm thì Từ Dương lại phán câu xanh dờn. 1 năm. Đến đây, Lưu Cạnh cũng tuyệt nhiên không dám lên tiếng. Nếu còn khi kèo, e rằng cái mạng nhỏ này của hắn sẽ lập tức đi gặp Diêm Vương. Tại đây, Lưu Cạnh nói một ít chuyện liên quan đến thượng giới và sư phụ của Từ Dương ra, nghe xong Từ Dương không khỏi cảm thán, không ngờ chuyện hắn muốn có tọa kỵ là dùng sư phụ vẫn còn nhớ. Trong lúc Lưu Cạnh nói ra chân tướng cho Từ Dương xong thì đám đệ tử cũng đã xử đẹp hai tên trích tinh kia. Sau khi giải quyết xong ba lão gia hỏa đến từ thượng giới thì đám Từ Dương được truyền tống đến một không gian khác. Vừa đến nơi, Từ Dương đã cảm nhận được nơi đây có khí tức của long hồn. Lần theo khí tức kia, cả đám liền kinh hãi phát hiện một con cự long khổng lồ. Cự long này toàn thân dài chừng gần 100 thước, đứng sừng sững như một ngọn núi trước mặt đám người Từ Dương. Thoạt nhìn không khác gì so với thân ảnh được thế nhân tôn thờ, chỉ là một vài nét khác biệt nhỏ trên thân rồng, nhưng khí thế bá đạo thuộc về long tộc lại cường đại làm cho người ta hít thở không thông. Sau khi hồn cự long xuất hiện, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Từ Dương, hiển nhiên cũng không có ý định động thủ. Trái lại, ở phía đối diện, Từ Dương cảm thấy vô cùng hứng thú, có lẽ nào đây chính là tọa kỵ mà sư phụ đã chuẩn bị cho hắn sao? Long tộc đối với toàn bộ đại lục mà nói có địa vị vô cùng ý nghĩa. Thế nhưng, trải qua vạn năm đến hiện tại đã suy sụp. Từ Dương hỏi nó có biết gì về bí mật Tam Thiên Đạo Châu hay không, Long Tàng chắc chắn có quan hệ mật thiết với Long tộc các ngươi. Nhìn Từ Dương, cự Long khẽ thở dài một tiếng nói, ta không biết Tam Thiên Đạo Châu người nói là gì, nhưng có thể đại khái đoán được là bên trong Long tộc vì ngăn cản nhân loại phi thăng mà đến hiện tại đã sụp đổ. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, sẽ có tư cách kế thừa Hoang Thiên Vô Cực. Mà ta cũng sẽ đi theo ngươi, nâng đỡ ngươi đi trên con đường đi tới đỉnh cao. Các ngươi có điều không biết, phiến đại lục này không đơn giản như các ngươi nghĩ. Thêm ngoại hữu thiên, cuối cùng của tận cùng còn có đỉnh cuối. Muốn khám phá ra bí mật Long Tàng thì mục tiêu của ngươi là đứng trước toàn bộ Long tộc khiêu chiến. Tới khi đó, ắt sẽ có câu trả lời. Rất nhanh, một cuộc đại chiến đã nổ ra. Không bao lâu sau, ở trong bán kính mấy trăm thước, một cách tuyệt diệt giữa Từ Dương và Cự Long đã chấm dứt. Cự Long rốt cuộc cũng buông tay đầu hàng, nó đứng ngạo nghễ nhìn Từ Dương lên tiếng. Nhân loại, người đã được ta tán thành, ta có thể cảm thụ được, người rõ ràng còn lưu lại một phần thực lực, cũng không có đem toàn bộ tu vi của mình đánh ra. Thời khắc sinh tử, còn có thể có tâm tư kín đáo như vậy, đủ để nói rõ, người là một người có tiền đồ rộng lớn. Đến đây thì cũng hết tập 65 Luyện Khí 10 Vạn Năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.